Ok và hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Kiên nhé anh em. Video hôm nay mình làm một cái video sau anh em setting của mình và đôi đại game nhé anh em nhé. Cậu cặp màn hình nhé anh em. Ok nhá, đôi giày của mình là 2 năm 100 nhá anh em. Giao diện của mình đây. Giao diện của mình chắc anh em quen thôi anh em ạ. XY của mình đây anh em ơi. 2.02.1.41. Android 2. Tùy chỉnh thì thông báo để anh em tắt hết đi. Cấu hình thì anh em để theo cấu hình máy của anh em nhá. Mình thì cũng hơi ngu với cái này, mình chỉ để như này thôi anh em ạ. Hiển thị thì mình để 1920. Đấy. Ok, anh em bấm vào chuột trái này, bên này nhé, Neverdie này. Của mình thì từ đầu anh em có mặc định đúng không? Thì anh em kéo xuống giúp mình, cho anh em bấm áp đi. Đấy. Thì xuất hiện bên như này. Anh em để giống như mình nhé anh em nhé. Đây. Hết. Đấy, ok rồi. Thì là có mặc định này này, thì anh em bấm vào cái này, anh em tích đi, anh em áp đi nha. Và mình cạnh dạy anh em cách chỉnh màu nữa anh em nhá, chỉnh màu rất đẹp ạ. Anh em bấm vào cái setting này này, từ đầu sẽ có tầm khoảng cho anh em là 60 đúng không? Anh em kéo hết 100 với mình nhá, cho nó ok, nét nét hơn. Đấy, ok được. Hoặc là anh em bấm vào cái bay setting nhầm, anh em bấm vào cái nét này này, bấm setting. Hiện cái Cebu này anh em bấm vào đây để anh áp giúp mình nha, cho nó mưa đơn. Đấy, dành cho máy nhà. Đấy. Anh em bấm vào disk setting này. Anh em nhầm. Anh em bấm setting máy nhá. Setting máy này. Home, anh em bấm vào cái này. Đó có check update anh em nhá. Anh em bấm check update cho mình. Và cộng theo bấm vào cái này. Đó, lúc đầu nó có on này thì anh em bấm off giúp mình nhá. Đấy. Ok thế anh em. Ok bạn mọi người nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhá mọi người. Nhớ bật thông báo lên khi nào mình ra một cái rank free hay gì thì anh em vô anh em lấy ủng hộ mình anh em nhá. Đấy, nhớ like đăng ký kênh. Ủng hộ mình một nút like, nút đăng ký kênh nhá mọi người. Bye mọi người.